Trời ơi, nhà ngợp ngợp quá trời, căn nhà này nó ngợp ơi là ngợp, ngợp sắc tắc thở rồi cô chú anh chị mình ơi. Thì chị chủ nhà này mới xây căn nhà tính cho con cái ra riêng, mà hôm nay vì sự cố thì nên cần bán gấp căn nhà một trệt một lầu đúc nguyên tấm luôn. Trời ơi, căn nhà này nó đã ơi là đã cô chú anh chị mình, có tiền lấy liền căn nhà anh chị ơi, giá rẻ tuột quần là có thật luôn. Căn nhà này bảo đảm trăm trăm anh chị là sẽ mê liền nha. Giá thì trước giờ thấy anh chị mình cũng theo dõi kênh của em, căn nào giá rẻ thì em sẽ nói giá rẻ nha, căn nào mắc thì em sẽ nói mắc ha. Thì căn nhà này thích hợp cho anh chị về đây ha, sinh sống ha, kinh doanh mua bán tất cả các dịch vụ đều được luôn cô chú anh chị ơi. Đường tức nhà của mình, đường thông, đường nhựa, xe ô tô tải luôn. Thì vị trí căn nhà mình cực kỳ đẹp luôn nha. Ở đây anh chị mình mà mùa có đạo bên giáo xứ Ba Vòng anh chị, thì căn nhà mình kế bên giáo xứ Ba Vòng luôn. Giáo xứ Ba Vòng thì anh chị cũng biết, một nơi cực kỳ nổi tiếng rất là lớn luôn nha. Thì ở đây mình cũng gần thị trấn Tân Hiệp ha, gần khu công nghiệp Tân Hương, gần khu nghiệp Long Giang luôn. Thì bán kính anh chị mình đi tầm khoảng là 5-6 phút thôi là anh chị mình sẽ đến những cái địa điểm em mới nói ha. Thì trước mắt của mình đó là căn nhà của mình anh chị, mới tanh nhưng chưa qua sử dụng luôn. Thì chị chủ nhà này tính xây cho con cái ra riêng nha anh chị. Thì hôm nay có một sự cố nên giờ là chị chủ nhà này bán luôn nha anh chị, nên cần bán gấp luôn. Nhà của mình ha, đường anh chị mình thấy đường rất là ngon nha anh chị. Đường của mình là đường xe tải luôn ha. Một hướng hướng bên trái á thì anh chị mình sẽ ra thị trấn Tân Hiệp tầm khoảng là 3-4 phút thôi ha. Và hướng ngược lại mình sẽ ra chỗ giáo xứ Ba Vòng thì tầm khoảng là mấy trăm mét thôi, mình ra sơ giáo xứ Ba Vòng ha. Sau đó mình rẽ trái mình về khu nghiệp Long Giang là tầm khoảng là 3-4 phút thôi nha anh chị mình ơi. Thì cái vị trí này là dân cư cực kỳ đông đúc, nhà sống với nhau san sát cực kỳ là vui luôn anh chị ơi. Thì nhà của mình anh chị mình thấy không, xây kiến trúc cực kỳ hiện đại luôn nha. Thì nhà mình có cổng rào, hàng rào xung quanh luôn đó anh chị thấy không, rất là kiên cố luôn nha. Thì nhà của mình có một cái sân trước cực kỳ rộng nha anh chị, anh chị mình đậu chiếc xe ô tô 7 chỗ vẫn được luôn nha. Thì nhà mình có một phòng khách ha và 4 phòng ngủ nha anh chị, 2 phòng vệ sinh, 1 nhà sau luôn. Phía sau mình có sân phơi đồ luôn nha anh chị mình ơi. Thì căn nhà này chị chủ mới xây tính cho con cái ra riêng nha anh chị, hôm nay tục tặc một số vấn đề ha nên bây giờ bán gấp luôn anh chị ơi. Nhà này là chưa qua sử dụng ngày nào luôn ha. Nhà mình điện nước wifi đầy đủ luôn. Anh chị mình về sinh sống cứ dọn đồ vô thôi anh chị ơi. Có cổng rào rất là kiên cố luôn nha. Thì anh chị mình thấy không, trước nhà mình có một cái sân này rất rộng nha, ô tô 7 chỗ hay là ô tô xe 16 chỗ vào được, đậu tông sân nhà mình luôn nha. Đây anh chị em thấy không, đây là phòng khách của mình nha. Phòng khách của mình thì rất là rộng rãi luôn anh chị. Chủ sẽ để cho lại mình cái bộ sofa này luôn ha. Đó, quá trời rộng luôn ha, có tranh ha, đèn đuốc đầy đủ không thiếu thứ gì luôn chị ơi. Thì căn nhà của mình là cái bếp sẽ nằm phía sau nha. Thì căn nhà mình cực kỳ là dễ đi luôn nha anh chị. Thì từ thành phố Hồ Chí Minh anh chị mình về đây tầm khoảng là 49 km thôi, rất là gần luôn ha. Thì anh chị nào biết ngay chỗ là trung tâm thị trấn Tân Hiệp quốc lộ A thì đi ô căn nhà mình tầm khoảng là 3-4 phút thôi. Thì căn nhà của mình rất là nhiều hướng đi nha. Một hướng thì anh chị mình có thể đi đường tỉnh lộ 866 qua vẫn được ha. Một hướng thì anh chị mình có thể mình đi đường Thân Đức ngay chỗ trung tâm thị trấn Tân Hiệp, ngay chỗ sân banh Tân Hiệp mình đi vào cũng được luôn nha. Thì căn nhà của mình hồi nãy em cũng nói là thích hợp anh chị nào mà muốn kinh doanh mua bán thì đừng bỏ qua clip này nha. Căn nhà này rất là thích hợp cho anh chị mình về sinh sống kinh doanh nha. Thì căn nhà này em sẽ báo giá luôn cho anh chị mình nắm luôn nha. Nhà của mình là có 100m² thổ cư và giá chủ kêu á là lúc trước là chủ kêu là tới 2 tỷ nha anh chị, hôm nay giảm giá mạnh quá trời anh chị ơi. Hôm nay chỉ còn là 1 tỷ 550 triệu, 1 tỷ 550 triệu là có thật 100% anh chị. Thì căn nhà này chị chủ nó xây khoảng là ngoài 1 tỷ anh chị, mà đất ở đây là đất đường nhựa rất là có giá nha, tính tiền đất không khoảng là 700-800 triệu anh chị ơi. Thì nhà mình với tổng diện tích ngang là 4m rưỡi và sâu vô là 27m luôn chị, quá trời sâu luôn, căn nhà mình sâu cực kỳ sâu luôn. Và trong đó mình có là 100m² là thổ cư là căn nhà của mình luôn nha. Thì cái vị trí căn nhà mình sẽ quay hướng đông nam nha anh chị mình, hợp phong thủy đông nam ha, đông nam là cái hướng cực kỳ tốt luôn ha. Thì đây là nhà sau, nhà bếp của mình ha. Phía sau mình thì có cái sân phơi đồ cho anh chị mình luôn nha, có tường rào xung quanh rất là kiên cố luôn anh chị mình ơi. Đây chủ làm cho mình như cái giếng trời, đây mình có thể mình phơi đồ rồi ha. Thì anh chị nào đi ngang thấy được clip này nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh, một nút like nha anh chị, để em có động lực em săn những căn nhà giá ngợp giá rẻ mỗi ngày cho anh chị mình luôn. Em là chuyên săn nhà giá ngợp giá rẻ nha anh chị, nhà thanh lý bên em rất là nhiều. Thì em thấy giá trị căn nhà còn rất là nhiều nha anh chị, cái giá này em thấy là chấp nhận được nha anh chị mình về sinh sống ha. Giờ tiền xây nhà tiền đất là biết nhiêu tiền rồi ha. Thì em thấy cái học đó anh chị mình có thể mình để cái máy giặt được luôn nha. Đây giờ em sẽ lên lầu cho anh chị mình nắm ha. Đây đây mình có một cái cầu thang ở dưới này nha anh chị, chứ thường thường thì nhà lầu thì người ta làm cầu thang ở trên nha, nhưng mà chủ để cái cầu thang dưới cho nó rộng cái phòng khách mình ha. Thì ở trên lầu của mình thì có được 2 phòng ngủ nha, nhưng mà cái khung viên ở đây anh chị mình làm thêm một phòng ngủ vẫn được luôn nha anh chị. Là tổng cộng mình có là 4 phòng ngủ nha anh chị, 4 phòng ngủ là có được là 2 phòng vệ sinh, ở trên này mình có thêm một phòng vệ sinh chung ở trên luôn nha, ở dưới cũng vậy luôn. Thì anh chị nào có con cái đông á thì mình có thể mình xây thêm một cái phòng ở đây nha. Trước mắt là mình có 3 phòng ha, nếu mình không xây phòng có thể mình làm cái kho đó vẫn được nha anh chị. Đây là
phòng vệ sinh trên của mình ha. Đây phòng toilet của mình luôn. Và giá chủ kêu vừa đất vừa nhà như thế này, giá chỉ có là 1 tỷ 550 triệu nha anh chị. 1 tỷ 550 triệu, giá này là còn thương lượng chính chủ nha. Nhà của mình đó là sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng. Nhà của mình là có 100 mét thổ cư là căn nhà của mình luôn nha. Với tổng diện tích ngang là 4,5 mét, sâu vô là 27 mét, tổng cộng mình có là 123 mét vuông nha anh chị mình ơi. Thì đường tức nhà của mình là đường xe ô tô tải chạy được nha. Đường xe 30 chỗ chạy là đậu tông sau nhà mình vẫn được luôn nha anh chị. Ở trước mình là có một cái ban công nha. Đặc biệt căn nhà mình có phòng thờ riêng nha anh chị. Ở trước này mình có cái phòng thờ ha. Thì chủ làm cái mái dòm này rất là đẹp luôn anh chị ơi. Thì dân cư ở đây là cực kỳ đông đúc, nhà sống với nhau sang sát vui lắm anh chị ơi. Đó, nãy em cũng nói khu vực này là anh chị nào muốn kinh doanh mua bán ha là được nha anh chị. Tại vì ở đây em không thấy cái tiệm tạp hóa nào luôn anh chị ơi. Anh chị mình về có thể mình mở tiệm tạp hóa hay là mình mở đại lý bia là em thấy là được nha. Đó, cái mái dòm của nhà mình quá đẹp anh chị ơi. Ở trước mình ở đây thì có cái phòng thờ là chủ cũng câu điện sẵn cho mình nha. Tất cả trong phòng của mình là chủ cũng đã chừa điện với chừa ống để cho anh chị mình sau này về mình gắn máy lạnh hết luôn. Thì nãy em cũng nói nhà mình là mới tanh chưa qua sử dụng ngày nào luôn nha anh chị. Đó có màn, có đầy đủ điện nước wifi đầy đủ luôn anh chị. Về chứ dọn đồ sinh sống nha anh chị ơi. Nhà của mình thì rất là đẹp luôn, kiến trúc cực kỳ hiện đại luôn ha. Tiền đất ở đây với tiền xây nhà là biết bao nhiêu tiền anh chị ơi. Thì hôm bữa là chủ có kêu em qua quay mà giá là lúc đó cao nha anh chị, lúc đó tới là 2 tỷ nha anh chị. Thì hôm nay chủ chịu hạ giá em mới qua quay cho anh chị mình xem ha. Thì chủ nói giờ canh thủ bán gấp cho chị đi để chị lấy tiền chị xây, chứ bây giờ ngợp dữ lắm rồi anh chị ơi. Đó thì giá cả thì còn thương lượng nha. Giá là 1 tỷ 150 triệu là thương lượng với chính chủ luôn. Em nghĩ là căn nhà là bớt không nhiều nha anh chị. Chỉ tầm bớt lọc cho mình là nhận nhà thôi chứ bớt không nhiều nha. Tại giá trị căn nhà là rất là cao nha anh chị. Tiền đất ở đây là người ta tính theo là 1 mét ngang nha. Thì mùa này anh chị mình cũng biết thổ cư lên cực kỳ là mắc luôn nha. Là căn nhà của mình là giờ lên nếu 100 mét thổ cư này nằm tầm khoảng là 60-70 triệu tiền thổ cư nằm trong đây rồi anh chị ơi. Đó cổng rào rất là kiên cố luôn. Thì anh chị mình đi ngang nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh nha, một nút like nha anh chị để em có động lực ha. Em săn những cái nhà giá rẻ ha, giá ngợp, giá thanh lý cho anh chị. Giờ sắp tới đây là quá trời luôn chị ơi, sắp tới đây là quá trời nhà ngợp luôn chị ơi. Anh chị mình nhớ đăng ký theo dõi em mỗi ngày nha. Đây hướng này anh chị mình sẽ ra ngay chỗ trung tâm thị trấn Tân Hiệp mình thì tầm khoảng là 3 phút thôi ha. Và hướng ngược lại thì anh chị mình ra ngay chỗ giáo xứ Bà Dòng rồi đi tầm khoảng là mấy trăm mét thôi ha. Rồi ở đây anh chị mình muốn đi làm khu nghiệp Tân Hương hay là khu nghiệp Long Giang á, đi tầm khoảng là 5-6 phút thôi là mình tới hai khu nghiệp lớn nhất của tỉnh Tiền Giang luôn. Thì địa chỉ căn nhà của mình nãy giờ em quên nói luôn, trời ơi em nói quá trời nói, nãy giờ em quên nói luôn chị ơi. Địa chỉ căn nhà của mình thuộc xã Tân Lý Đông của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang, với tổng diện tích ngang là 4,5 mét, sâu vô là 27 mét, tổng cộng mình có là 123 mét vuông, trong đó mình có 100 mét vuông là thổ cư là căn nhà của mình anh chị. Đây dân cư anh chị mình thấy không, nhà sống với nhau sang sát đông vui lắm anh chị ơi. Thì căn nhà mình thích hợp cho cô chú anh chị vợ chồng trẻ ra ha, muốn có một căn nhà kinh doanh mua bán mà nhà lầu luôn nữa anh chị ơi. Thì video của em đến đây hết rồi, em cảm ơn anh chị mà đã xem hết video của em nha. Nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh, một nút like nha anh chị. Nếu anh chị mà muốn xin sổ hoặc là định vị thì cứ kết bạn Zalo của em 0854 373719.